Cùng sao, cuối cùng sao mà giải quyết câu chuyện đấy? Cuối cùng ai giảng hòa với ai nè? Cả hai cùng giảng hòa. Chứ phải xin lỗi hả? Dạ, thì nói chung là em cũng ghi nhận là... Ghi nhận? Bé dùng từ chính xác vậy sao, văn học vậy sao? Ghi nhận như là em bị lỗi vậy. Ghi nhận cái sự hối cải của em vậy à? Thôi em ghi nhận đó nha anh.